Cho tay không cắn em nhé. Thằng bố thì vẫn ưỡn ẹo này đây. Điện thoại cho lắm vào nhá. Điện đâu hôm qua ngủ. Rồi có ngày à, tôi đập điện thoại nhá. Ca cứ trêu em đi con. Ôi các em thì à, lúc nào cũng nhìn nhận cha bị anh trêu à, mấy mẹ à, mấy mẹ à. Hôm qua cái sầu riêng này có bỏ tủ lạnh không Minh? Ăn đá. Ồ, có hỏng. À. Đấy, cá bắt đầu lò mò ra rồi. Ơi làm gì đấy con? Tí à? À, đói chưa? Bố dậy pha sữa cho em đi nào. Vừa ăn xong lúc mấy giờ? 9 giờ. À, sữa vẫn đang đít đây à? À, chờ chờ ấm tê à? Ờ, dậy đi con nào. Bố ơi dậy đi, uống sữa nào. Để xem nó có đút được mồm không?